Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì bên em lại về một mẫu xe gầm cao đa dụng 7 chỗ, một chiếc xe bán chạy bậc nhất phân khúc 7 chỗ thị trường Việt Nam. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản 2.4 đặc biệt. Đó, đây là bản xăng đặc biệt của anh chị nhé, nghĩa là bản giữa. Bên em thì báo rất là khách quan luôn, sản xuất và đăng ký năm 2019. Xe thì một chủ từ đầu, chạy 5 vạn km zin của anh chị nhé. Bên em bán ra là cam kết km zin luôn đấy ạ. Xe thì đeo biển số quốc tỉnh, bên em đã thực hiện rút hồ sơ rồi. Đó, xe thì khoác lên mình cái màu xanh rất là đẹp luôn. Đó, màu xanh đen rất đẹp luôn của anh chị nhé. Ở đây gia chủ thì đã thay cái mặt ca lăng lên mặt ca lăng của Breton rồi, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Vẫn như mọi lần thì em Thái Hòa sẽ cùng mời quý anh chị đi một vòng quanh xe. Cái bản đặc biệt này cũng là bản full mà chưa được bản full nhất của anh chị nhé. Chưa là bản full nhất. Đó, đây là máy xăng. Máy xăng Santa Fe ở cái form này thì nhìn kiểu dáng thì vẫn rất là đẹp quý anh chị ạ. Kiểu dáng thì vẫn rất là đẹp. Đó, em sẽ cùng đi một vòng quanh xe với tất cả quý anh chị. Thì gần như là xe vừa về em chỉ spa đánh bóng một chút thôi thì xe đã đẹp được như thế này rồi. Đó. Nhìn chung là không phải rửa dọn quá nhiều, tại vì hôm trước em có lên một sóng một cái clip khi em để xe mộc cho quý anh chị cùng xem. Đó. Thì sơn zin chiếc xe này thì theo mắt em cảm nhận là sơn zin khoảng 95% luôn của anh chị nhá. Đó, sơn zin của chiếc xe rất là đẹp. Cùng đi đến chi tiết chiếc xe thì xe sở hữu đèn full LED và hai bên chóa đèn của chiếc xe thì rất là sáng của anh chị nhá. Mặt ca lăng thì đã thay thành dạng Breton rồi, rất ngầu luôn đúng không ạ? Ồ, ở đây thì gia chủ đã độ sẵn lên camera 360. Đó, và bộ camera 360 này lên tới gần 30 triệu đồng của anh chị nhá. Toàn bộ khu vực đầu xe thì xe đã được trang bị cảm biến này. Cảm biến này, đèn full LED thì rất là đẹp, ngay cả đèn sương mù cũng được trang bị dạng LED luôn quý anh chị nhé, rất là sáng. Sơn zin của xe thì chắc là em không cần nói quá nhiều, vì là những cái điểm nối giữa bản sốc trước và tai thì rất là khít nhau. Đó, lốp của xe thì vẫn còn khá là dày. Bộ vành của chiếc xe, vành bông hoa thì vẫn chưa bị xước hay bị móp méo gì cả quý anh chị nhé. Đó, chạy dọc ở thân xe thì quý anh chị có thể nhìn từng cái đường nét của cái form Santa Fe 2019 này thì đẹp tuyệt vời luôn đúng không ạ? Cá nhân em thấy cái form này nó vẫn có gì một chút gì đó nó gọn gàng và nó thanh mảnh hơn là cái form mới. Form mới thì nhìn nó trông hơi bị béo một chút. Đó. Tiến đến khu vực cốp xe thì xe được trang bị hai cái giải LED hậu rất là đẹp luôn quý anh chị nhá. LED hậu của Santa Fe thì không thể chê vào đâu được. Và bản này vẫn là bản hai cầu. Đó. Đây hát chắc nghĩa là xe sử dụng dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Xe thì vẫn được trang bị cốp điện của anh chị nhé. Xe được trang bị cốp điện. Và cái khoang để đồ của chiếc xe thì đây có quý anh chị thể nhìn. Rất rất mới luôn của anh chị nhé. Rất là mới luôn. Đó. Đây em sẽ cùng mở hết cái chỗ này ra cho quý anh chị cùng xem. Hàng ghế thứ 3 có mới không nhé. Đây quý anh chị thể nhìn ạ. Hàng ghế thứ 3 gần như chưa có người ngồi luôn của anh chị nhé. Và ni lông của hàng ghế thứ 3 cũng chưa thèm bóc luôn. Rất rất mới luôn quý anh chị ạ. Rất mới luôn. Bộ ghế da của chiếc xe. Đó, xe được trang bị cốp điện cực kỳ là xịn sò. Đây, để em sẽ đóng lại để tìm hiểu nội thất của chiếc xe. Tất cả các khu vực ốc ác ở đây thì vẫn đều còn zin quý anh chị nhá. Đó, vẫn chưa bị tháo ra hay gì cả. Vẫn đều còn zin. Keo chỉ vẫn đều còn zin. Tất nhiên rồi, tất cả những cái xe mà bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội quý anh chị nhé. Bên em bán ra đều có văn bản cam kết rõ ràng. Nội thất của chiếc xe thì quý anh chị mời quý anh chị cảm nhận và xem qua một chút. Đó, cái bộ ghế này mà sau 3 năm sử dụng mà vẫn mới được như thế này, quả thực rất là hiếm có luôn. Vẫn mới tinh tươm được như này luôn quý anh chị nhé. Đó, khu vực táp lô của chiếc xe thì được bọc da hoàn toàn và da của chiếc xe cực kỳ là cao cấp luôn quý anh chị ạ, cực kỳ là cao cấp luôn. Đó, ngoài ra là xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh này, vẫn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh quý anh chị nhé. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì rộng rãi vô cùng, có thể tiến lùi được và gập bằng điện luôn quý anh chị nhé. Rất mới luôn phải không ạ? Rất rất mới luôn. Đó, ghế thì được thêu hình quả chám cũng rất là đẹp. Ngoài ra là xe vẫn được trang bị cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Đây, em sẽ quay cận cảnh cho quý anh chị cùng xem. Bộ ghế da của chiếc xe rất là mới. Xe thì vẫn được trang bị cảnh báo lệch làn quý anh chị nhé. Cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, nói chung là xe đủ hết.
Đó, ghế lái của chiếc xe cũng rất là mới luôn. Ghế lái thì được trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng quý anh chị nhá, có cả bơm lưng. Đó, và ghế lái thì được thiết kế rất thể thao và ôm lưng. Vô lăng của chiếc xe thì vẫn đang còn nguyên phấn của nhà sản xuất luôn quý anh chị ạ. Rất rất mới. Trên vô lăng của chiếc xe được trang bị rất là nhiều nút bấm này, nghe gọi điện thoại, tăng giảm âm lượng, rồi là lẫy chuyển số trên vô lăng. Ở đây thì xe được trang bị phanh tay điện tử này, đó, auto hold này, khởi hành ngang dốc này. Ở đây thì xe còn được trang bị cả sạc không dây, cực kỳ là xịn sò luôn quý anh chị nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Đó, và cái màn hình của chiếc xe thì vẫn còn rất là mới, ni lông của màn hình vẫn chưa bóc luôn quý anh chị ạ, vẫn chưa bóc luôn, rất là mới nhá. Đó, cùng điểm qua một chút vậy thôi. Đây, em sẽ mở qua cái nắp capo cho quý anh chị cùng xem. Đây, khi mở nắp capo ra thì vẫn là việc đầu tiên em quay cho anh chị cái ốc capo. Thì ốc capo vẫn đều chưa có vết đụng chạm hay là keo chỉ của chiếc xe. Thì vẫn còn nguyên zin hết quý anh chị nhá. Vẫn còn nguyên zin hết. Đó. Mua bán thì quý anh chị có thể dẫn thêm bên thứ ba đi check, hoặc là quý anh chị có thể check hãng thoải mái luôn. Đó, vẫn đều chưa có vết đụng chạm quý anh chị nhá. Đây, hay là từng con ốc chân máy chân số này, tất cả vẫn phải đều còn nguyên này. Đó. Rồi, hiện tại chiếc xe này bên em thì đang chào bán một mức giá vô cùng yêu thương là 995 triệu đồng. Đó, chiếc xe này bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm quý anh chị nhé. Quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 096 140 8888, hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.